Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại về một cái chiếc xe bán tải Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động 2 cầu máy dầu màu vàng cát nhá. Đây, toàn bộ xe thì không đâm xô tai nạn ngập nước gì, máy số nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ đầy đủ cho anh em. Bạn nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhá. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Chiếc này thì sử dụng động cơ máy dầu 3.0, đi cực kỳ lành và tiết kiệm. Toàn bộ xe thì bốn cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên bản theo xe, bậc lên xuống này, la răng này, lốp này đều rất là đẹp, và vai thể thao này. Đấy. Toàn bộ các cái phần cản sau này đến đèn hậu này còn mới và cực kỳ đẹp nhá. Khung gầm của chiếc xe thì anh em yên tâm này, về cái phần khung gầm này, khung gầm lốp sô cua này, toàn bộ xe khung gầm Hà Nội nên là cũng yên tâm, không có bị bóp méo chảy xước gì nhiều. Đồng sơn bên lái của chiếc xe đây, toàn bộ đồng sơn này còn rất là đẹp và mới nhá. Bên em cam kết chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn ngập nước nên anh em yên tâm. Tất cả xe thì anh em cứ mang thợ đến check test kiểm tra thoải mái nhé. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, hộp số tự động 2 cầu đây quý chị nhá. Đây, đúng cài cầu điện của chiếc xe này, màn hình này, bóng khí tóc ly này, đó, vô lăng của chiếc xe này, ghế lái chỉnh điện nhá. Tất cả các cái phần cột kèo này, tóc ly cánh cửa này còn rất là đẹp và mới nhá. Thất ghế này, trần thì nguyên bản từ đầu. Anh em nào mà thích cái chiếc xe Isuzu D-Max ăn chắc mặc bền, đồ đồng cối đá ấy, liên hệ với em Lợi nhé. Cản sau, đèn hậu, camera này, đấy, sàn thùng này, đều rất là đẹp. Hai bên ốc này, nguyên bản hết. Xe quay mộc cho quý anh chị đây, toàn bộ keo chỉ cốp này, cốp nguyên zin hết đây. Chưa có tháo lắp, chưa có lâm đụng gì nhá. Toàn bộ xe 4x4, 2 cầu, số tự động, đường gân cu lốp này, khe hở cánh cửa này, khá là đẹp. Tắp ly cánh cửa bên lái bên phụ này. Đây, xe nhập nên là đóng cửa khá là chắc chắn, độ cách âm của chiếc xe thì cực kỳ tốt nhá. Ghế bên lái bên phụ này, bậc lên xuống này, tem mắc ốc cột này, zin hết. Lốp lắp rất dày, đèn pha cực kỳ sáng và đẹp nhá, mặt ca lăng này, cabo này, kính đèn này, zin hết. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhá. Sau đây em sẽ mở cái khoang động cơ cho quý anh chị xem nhá. Xe nhập đóng cửa khá là chắc chắn đây. Gương gập điện nha quý anh chị này, xin nhan trên gương. Kính đèn thì đều theo xe hết. Hoặc đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này. Từ các cái phần răng này, két nước này, đầu răng này, máy này. Máy nguyên từng con ốc nhá. Máy rất đẹp này. Đây, toàn bộ máy này. Khoang máy động cơ này, bao zin. Đinh bấm đinh dập này, chân đèn này, nguyên bản hết nhé. Sơn vạch của nhà máy còn nguyên đây này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đã xem video một chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động 2 cầu máy dầu bản đủ. Bạn nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.